Cuộc đời là một bài học dài, không ngừng nghỉ, từ lúc chào đời cho đến ngày rời bỏ thế giới. Những vui buồn, vinh nhục trong đời là những bài học ngọt ngào và đắng cay mà ai ai cũng phải trải qua. Để rồi cuối cùng chúng ta còn lại được gì trong cái thế giới vô thường này? Sau đây kính mời quý vị lắng nghe quan điểm này qua bài Hiểu rõ sự vô thường của thế giới, hãy mau mau tu hành. Gần đây có mấy đồng tu mà sư phụ quen biết đã qua đời. Sư phụ cũng đã cảm thấy một chút ảnh hưởng. Tuy biết rằng đó đều là ảo tưởng, nhưng mà vẫn có cảm giác như thiếu mất một cái gì đó. Thuở xưa, khi thầy của Milarepa, ngài Mapa, bị mất đi một đứa con, ông cũng đã khóc thật đau thương. Các đệ tử của Mapa mới vây quanh ngài hỏi rằng, vậy chẳng phải sư phụ đã từng dạy thế giới đều là ảo tưởng hay sao? Sao mà cái chết của một đứa nhỏ đã làm cho ngài khóc thảm thiết như vậy? Mapa mới trả lời, đúng như vậy, tất cả đều là ảo tưởng. Nhưng mất đi một đứa con cũng là một ảo tưởng rất lớn. Khi mà vấn đề sinh tử liên quan tới chúng ta, tới thân nhân bạn bè, dính dáng với cảm tình của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới hiểu rõ thế giới là vô thường. Thế giới này thật không thể tin cậy được. Nếu là chuyện của người khác, thì chúng ta sẽ không cảm nhận sâu sắc. Chúng ta sẽ coi thường nó, cho rằng, ôi, không sao đâu, thế giới vốn vô thường, có đến thì có đi mà. Chúng ta lại còn an ủi người ta. Nhưng khi biến cố có liên quan tới cảm tình cá nhân của chính mình, hoặc nó xảy ra cho thân nhân bạn bè của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ có cảm giác khác. Đôi khi cũng vì tự chúng ta không nhận biết cái sự vô thường của thế giới, cho nên Thượng Đế mới mang tai ương tới, dùng cái phương pháp trị liệu gọi là kinh hồn để mà lay tỉnh chúng ta. Lúc đó chúng ta mới có cái cảm giác sâu đậm. Thế giới này thật không phải là một nơi vĩnh cửu. Các chiến tranh, các tai ương và các tình trạng bi thương cũng có tác dụng như một thứ thuốc đắng giã tật để cho chúng ta có thể hiểu được mình đến đây để làm gì. Thật vậy, nếu chúng ta muốn làm gì thì phải làm cho mau. Nếu không thì sẽ không còn thời giờ nữa. Chỉ khi nào thân nhân bạn bè của chúng ta vãng sinh hoặc người mà chúng ta yêu quý qua đời, lúc đó chúng ta mới thật sự sửng sốt, mới thật sự cảm thấy rằng ngày mai nó có thể xảy ra cho chính mình. Lúc đó chúng ta mới nghĩ tới phải mau mau tu hành, phải mau mau hiểu biết bên trong của mình. Có người vừa hỏi sư phụ, tại sao Thượng Đế có nhiều quyền năng lại tạo ra nhiều sự khốn khổ như thế? Thượng Đế không tạo ra đau khổ, chính đầu óc con người đã tạo ra những điều này. Thượng Đế không tạo ra súng đạn, Thượng Đế cũng không sáng chế ra bom nguyên tử. Chính tay chúng ta đã làm ra những thứ này. Cho nên, nếu chúng ta ngừng tạo ra những thứ này, thì đau khổ sẽ chấm dứt. Chính chúng ta không chia sẻ tài sản với những người láng giềng nghèo khổ. Chính chúng ta không đủ chuyên tâm truyền bá chân lý, phổ biến thông điệp của tình thương, của sự bố thí, chịu đựng, kiên nhẫn và lòng bác ái đến cho người khác nghe. Thượng Đế chỉ tạo ra vẻ đẹp. Thượng Đế tạo ra những bông hoa cho chúng ta nhìn ngắm. Ngài tạo ra mặt trời để sưởi ấm chúng ta, chiếu sáng thế giới này. Ngài làm ra mưa để mùa màng chúng ta thêm màu mỡ. Thượng Đế không bao giờ tạo ra những hủy hoại. Tất cả là do chính chúng ta, từ trường xấu của chúng ta đã đem lại tất cả các tai ương này. Một khi chúng ta hiểu được tại sao chúng ta đau khổ, chúng ta có thể thay đổi. Chỉ khi chúng ta không hiểu, chúng ta mới tiếp tục. Tương tự như vậy, khi bác sĩ chẩn bệnh, biết được căn bệnh, ông ta có thể chữa nó. Nhưng quan trọng hơn hết là chính bệnh nhân phải biết cách sống thế nào để được mạnh khỏe lâu dài. Muốn giữ cho thân thể khỏe mạnh, chúng ta ít ra phải biết vài điều về phép vệ sinh. Chúng ta nên biết dùng thức ăn gì, tập thể dục ra sao để có thể phòng ngừa bệnh tật. Để cho tâm linh chúng ta được thanh tịnh, chúng ta cũng nên biết luật của Thượng Đế, luật của thiên nhiên là gì. Chúng ta phải biết những điều này thì trí huệ của chúng ta được minh mẫn và trở nên giống như Thượng Đế.
bởi vì Thượng Đế tạo ra con người dựa theo hình ảnh của chính Ngài.